2019 đối với mình quả là một năm có hai bên song song. Một thế giới là bộn bề trong công việc, học tập hàng ngày, một bên kinh tế còn quan trọng là xu hướng tìm kiếm những điều mới mẻ, tránh xa cuộc sống đời thường để khám phá sâu hơn, rộng hơn về cuộc sống quanh ta. Yeah.